là mất đi rồi ai không buồn rồi, nó rớt xuống cái buồn không có, tại vì trọng mấy cái clip của em á, biết chưa, clip sexy của em sẽ bị tung ra mạng, hiểu không? Trời ơi. Đây nè, bây giờ đúng không, anh Đơn không dám quay để mình quay cho bạn, được chưa? Bởi vậy mình quay cho bạn một cái clip mình đăng cho bạn luôn. Không nha, không có điện thoại vô tao sửa cái kìa. Thì bạn vô bạn sửa đi, ai nói gì bạn đâu, mà vô anh quay mà. Vô quay là cứ quay làm cái gì? Ôi, đầu kia quay vậy đó mà. Rồi mọi người ơi, đầu giờ có dây cứng rồi mọi người ơi. Tin hơi bị sức dẻo luôn. Sợ điện thoại hơi bị sửa nha mọi người nha. Buồn quá trời, hư cái lo rồi. Giờ phải thay cái lo mới luôn nè. Không biết gì đâu. Đâu mua cái điện thoại gì cho mình đâu. Không quy đâu mà mua. Tiền đó mà mua. Cái mượn đi. Ủa mày giàu mẹ. Đó giàu đâu mà giàu. Giàu mẹ. Đó luôn á. Hôm qua hồi cửa em góp điện thoại tử giàu. Hỏi điện thoại. Anh lại trả lời nó. Tử giàu hỏi. Ủa. Cái gì vậy? Để vô hỏi coi. Ủa anh nãy hỏi. Anh lại trả lời nó. Anh lại trả lời. Hỏi gì anh? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái mọi người ơi, hôm qua Vivi bị rớt điện thoại á mọi người. Thì bị rớt điện thoại giờ vô rồi. Tìm điện thoại không biết cái làm điện gì. Thoại của Vivi tội lắm, hôm qua Vivi tạo hiệu ứng ở trong cái chảo dầu nè. Tao có ai đi lấy điện thoại mà tạo tìm hiệu ứng hết trơn á. Vivi thấy cúp điện á nên chảo dầu tối quá không có chi được. Đừng có xạo đi hả? Hiệu ứng nào. Vivi mới quăng cái điện thoại vô để cho có cái hiệu ứng sáng đèn để cho gia hưng dễ chiên. Rồi hôm nay á Vivi hy sinh cái điện thoại rồi, giờ qua Vivi qua mua cái điện thoại mới để qua hỏi coi. Không có mua luôn á mọi người, em không mua điện thoại mới tiền đâu em mua. Của bạn không mua thôi, mình qua mình hỏi điện thoại mà bạn làm gì á. Điện thoại của tôi mà bạn bận bơ xíu làm cái gì. Mình qua hỏi giá điện thoại để mình để dành tiền. Ờ mình đừng có xạo ở đây đi, ra được cái chuyện của người ta có vô duyên quá vậy. Bạn mới vô duyên. Bây giờ Gia Hơn này giờ đến chính thì học qua bên là rớt điện thoại đúng không Gia Hơn? Dạ đậu dưới mẹ nha. Hôm qua rớt điện thoại nha mọi người nha. Bây giờ nhà bị ăn không ngủ, ngủ không được luôn, ăn không được ngủ không được luôn. Ở cuộc cái điện thoại thì sao em? Nó bị hư lon à. Cái gì vậy? Em qua em hỏi điện thoại để em để dành tiền mua mọi người ơi. Em qua em hỏi coi điện thoại nãy biết cái tướng đi rồi bụng thì dảnh trước. Tao. Mày làm cái gì? Tao hỏi điện thoại. Mất liên quan gì á đi về. Tự nhiên cái nó hỏi bố tao mua rồi vô duyên quá. Hỏi đi. Đừng nói gì. Ủa anh nãy điện thoại đi hỏi gì cho. Để biết món bên kia tiền mua cái luôn anh. Là anh nãy cái lo mới cho em luôn hả? Chưa. Hello. Nãy hỏi điện thoại gì vậy? Thôi là điện thoại có chống nước cơ. Hư cái lo nè. Hư cái lo à. Màn hình nó bị, camera nó bị gì hết. Hết nhiều tiền. Biết, báo rồi. Đây cho mình tháo rồi. Nó giá nhiều à? 30 Wow. Mua luôn hả? Nha. Không có nha, tiền đâu mua điên hả? Đi hỏi vậy á mọi người mà qua cùng bắt con. Bắt hết con gì thì hỏi ủa? 256 Cái này nó dính gì thôi, ủa bị hỏi. 30 triệu. Rút rút. Ủa cái đó xài ngon, mượt lắm á, bì bì. Em không có tiền đâu mà mua. Cho liên quân nhất nách. Rồi. Cái gì? Bạn đừng có vậy nữa được không? À, nghe, anh hai chưa? Bạn đừng có vậy được không? Có vậy là có vậy gì, có gì bà? Hùng hả? À vậy là vàng gon hả? 13 cùng mắt gon. Gon là 13 triệu. Bạn cho viên mượn tiền được không? 256 triệu. Bạn cho viên mượn tiền được không? Ờ, quan điểm trang 4 triệu hả? Viên mượn cái gì cũng muốn chết luôn vậy nè. Okay. Trời ơi, cái lương mà Vivi... Ờ, cái lương giữ xe được, có đó có lương giữ xe ra. Hay đó lương quá vậy. Thì đúng rồi. Bây giờ cho Vivi mượn 30 đi, giờ mỗi tháng đi trả 1 triệu cho. Tiền của Vivi mượn 30. Quà đang kiếm nợ Vivi nữa, tôi nhớ rồi. Hả? Mượn 30 triệu đúng không? Có, quen đang kiếm nợ Vivi. Thôi giờ cho Vivi mượn 30 đi, tháng đi trả 2 triệu thôi. Tiền đâu ra cho mượn. Còn đang kiếm nợ Vivi giống như nói gì vậy? Kiếm nợ gì? Quen đang kiếm tiền Vivi đúng không ạ? Nhiều vậy? Bữa quen mượn Vivi á. Ồ, nào thì không nhớ luôn á. Thì đó quen trách nhiệm mà, nhưng mà để cho bà quen trả cho Vi. Quen làm gì có tiền cho Vi mượn, làm tháng có 4 triệu à. Đây cũng làm tháng có mấy triệu nhiều. Thì lương cũng như Vi bằng lên, gấp đôi lương cũng quen rồi. Đúng chưa? Hợp lý không?
bình thường. Đừng mua để nó mượn tiền mua điện thoại không? Để nó không có được. Không có được, nói chi vậy? Đấy, ngủ mộ. Để mượn 20 triệu thôi cũng được nữa. Không có rồi. Bán điện thoại thì ra cho mượn tiền. Bây giờ mượn 2 triệu cũng có. Không có được, có xạo mọi người ơi. Quay nó có tiền nhiều lắm mọi người. Trời ơi, tiền có tiền nhiều. Không có tiền nhiều qua đây mua điện thoại rồi ngồi đấu thay không cô bắt này đâu. Không, cái đi cho tôi sửa điện thoại chứ bộ. Cái điện thoại của em nè, thấy không mọi người? Đó, điện thoại này nè. Cái này chỉ là điện thoại thôi nha mọi người. Cái điện thoại này á chỉ bằng phân nửa cái điện thoại của TV nha. Không có nha, cái điện thoại là phân cái này là dạy. Cái điện thoại này cũng quan xài 4 năm rồi. Điện thoại chá hình thôi. Ủa thoại cũng xài lâu vậy? Lâu là nhiêu? Trời nhưng mà lâu là còn giá nhiêu. Thoại nhỏ như vậy. Nhưng mà cái điện thoại này của em giờ chắc là bị góp giá chắc còn có chừng 6, 5 triệu rồi mọi người. Trời ơi, cái này là Oppo F11 rồi. Cái này chắc điện thoại này tới còn 6 triệu à. Sắm iPhone 13 Pro Max giống như bị rồi. Giờ bán điện thoại này không biết phụ vô nhiêu. Thì mua đi, thì cho đi mượn 20 thôi, mượn hát thì trả lại 50, 5 triệu cho. Nghĩ sao bán điện thoại được có 5 triệu à, mua điện thoại 30 triệu. Rồi, đè nó đeo nhẫn nè, cơ tài vàng quá. Mấy cái nè ở ngoài dưới tâm đế nó bán đầy không mọi người? Không có đeo cái gì đâu. Mấy nè ở ngoài dưới tâm đế nó bán đầy luôn á. Như mọi người, giờ mọi người chạy ra như cả BB chạy ngoài mua 10 chiếc đeo 10 ngón cũng được. Thì 20 ngàn chiếc. Không. Thì bè cũng bán 200 ngàn chiếc. 200 ngàn chiếc. Rồi, mua 10 chiếc là 2 triệu nha. Như YouTube, anh YouTube gì? Bây giờ qua hỏi điện thoại trước, chuẩn bị vài bữa muốn mua đúng không? Đây nó mà mua, đi điên hả? Thôi điện thoại với vậy quá, hung quá. Thôi nói thiệt đi, nói thiệt đi, sợ quá. Nói thiệt đi, này, nói thiệt đi, chỉ nói thiệt đi, nói thiệt đi, đi tập tổng bây giờ đi. Này, giấu giếm gì vậy? Để mốt xì ra mất công nữa. Này, coi em, coi anh trai em bạn em. Đó, hỏi điện thoại 30 triệu ghê này. Nhức nách. Này lắm nha BC ơi. Trời ơi, không giống mình từ điện thoại ra. 13 gồ mắt nha. 13 gồ mắt gòn 256GB. Là 30 triệu. 30 triệu đó. 30 triệu là bớt giá rồi đó, chứ hôm bữa nó ba mấy triệu là. Ba mấy triệu. Đồ gòn là, đồ gòn là mắc nhất nha. Mua vay cho mượn tiền đi. Rồi đang sửa. Mượn toàn nè. Thư cái lò vô dòng. Toàn mượn 30 triệu rồi toàn. Thôi lấy đi, nó cứ chính xong. Trời ơi. Dầu nó cũng dòng quá trời. Sợ mình cần biết sao. Không sao mà. Mở ra dầu trống. Dân đừng có suy nghĩ nữa. TV đã mua điện thoại mới rồi. Đã đặt trước rồi. Ủa bây giờ là mua hay sửa? Sửa má. Mua thêm. Mua mày khùng hả? Mua thêm. Sửa xong mua thêm nữa. Nghe lời nó. Là xài là mình xài theo kiểu là giờ mình xài 12, 13. Giờ muốn ta đổi điện thoại cũng được nữa. Kêu quay ra mượn tiền đi. Tiền đâu ra có cho mượn. Đây. Tiền đâu ra cho có cho mượn. Đi đi vào cũng chết. Rồi vi mình cho mày chi cái đâu ra. Đây tạo hiệu ứng đi. Cái này chăm. Đó. Để đó nữa hả? Vi vi. Điện thoại đâu vi vi. Đây để đây nè. Qua để đâu? Để mẹ. Tao bị ứng cho cái nồi da chảo dầu á, không thấy đường. À, không phải là sự động mà để đó giờ mình không biết. Đẩy xuống rửa cái bụng. Còn ai để? Vivi để. À, Vivi có nói lại cho hơn nghe không? Thì đó là mua đông quá à, cũng quên luôn, cũng không nhớ luôn. Cơ hội cho Vivi đổi iPhone 13 mà. Có luôn mọi người. Cái này đi. Đưa 20 triệu đi qua. Vivi nó thiếu kìa. Vivi qua bển Vivi hỏi rồi. Anh nghĩ làm sao vậy? Một người lương gấp đôi với cái lương của em đi mượn em 20 triệu tiền đâu ra anh cho mượn. Khùng nó bậy. Giờ bạn đính chính lại coi lương bạn nhiêu ngày. Hỏi chi? Chú Di có liên hệ Thu Phương kìa. Vậy bạn không biết vậy thôi. Không, đúng không? Nhưng mà mọi người thấy không, ví dụ mà giờ giữ xe lương tháng 4 triệu. Mà đi ra đường tế nhiệm mà đi hỏi lương mà hỏng người ta hết á. Đó là bất lịch sự hiểu không? Có gì đâu, hổ quan tâm nhau thôi mà, đúng không? Cần quan tâm làm gì? Tự nhiên cái chỉ có làm ăn vi pháp mà không dám chạy thuế rồi. Vi pháp lắm nè, không có cái gì. Đúng không? Bây giờ hỏi mọi người nè, ví dụ mà giờ đi ra làm lương sao nó vậy chứ ai có gì đâu sợ, đúng không? Là chân chính là bình thường mà. Chạy xe ôm nó ngày chạy được 200 thì nó chạy 200 chứ đâu có nói thêm nó bớt gì đâu. Đi ra bước ra xã hội mình đi hỏi tuổi hay hỏi việc làm của người ta hay hỏi ngày lương đó là điều tối kỵ, điều vô duyên nhất trên đời. Tự nhiên vô duyên. Giống như theo kiểu giờ em ra em hỏi anh Hưng, ủa anh Hưng anh nhiêu tuổi rồi? Để biết cách xưng hô, đúng không? Nó là điều bình thường. Tự nhiên à.
chỉ có mà em suy nghĩ là chỉ có con gái thôi nha, con gái là kỵ hỏi tuổi nhất đó, con gái là ra ngoài đường là kỵ hỏi tuổi nhất, với lại cái thứ nhất là kỵ hỏi tuổi, cái thứ hai là kỵ hỏi cân nặng bao nhiêu, nó là như vậy đó. Mới đi chỉ cân nặng thì đó người ta đi ra. Nhưng bây giờ nó hỏi bạn nào bạn nhiêu tuổi vậy, bạn nhiêu tuổi, bạn nhiêu tuổi, tôi nhiêu tuổi đó à, bạn nhiêu ký bạn nhiêu ký, tôi nhiêu ký, bạn nhiêu ký, bạn nhiêu ký, tôi nhiêu ký, không có đâu, cái của bạn hơn mình chắc không có. Bạn xài, bạn xài 13 thì mình cũng xài 13. Không có, em xài Apple. Cụ bắp, đâu xài iPhone. Làm sao có khả năng xài iPhone. Ủa xài iPhone là giàu, mặc định hả? Vậy tất cả mọi người ai cũng xài iPhone là giàu. Tôi đâu nói ai xài iPhone là giàu. Tôi nói tôi không có tiền tôi xài iPhone. Giữ the kìa, nhiều quá à. Rồi gửi dưới mà. Kiếm mối vậy? Kiếm mối là kiếm sao? Bây giờ bạn hỏi trong 7 cái rồi, tham tham sân si hận ái ố dục, bạn có cái nào? Cái 7 cái bạn có đủ hết. Tao phải tìm. Cái gì? Tìm người ta. Ít nhiều gì người ta cũng phải có 1 2 cái, người ta không có. Bạn có đủ là làm sao? Trời ơi, bạn quá. Bán nè. Đi giao 100 ngàn giùm đi. Bên đường bên kia kìa. Đó. Bên nào? Ủa, không có đi rồi. Bên nào? Có đi luôn. Ủa, sao mới đặt mà. Rồi đâu? 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 Đang cúng nè mọi người đó. Đó, Lan với Phường đọc giờ cũng có rất là đông khách ha mọi người ha. Thì hiện tại hôm qua đó mọi người là cúp điện là do Ngu Lan gặp Trúc Nữ á mọi người. Vì trước thì gặp anh Khoa. Bởi vì cúp điện tới 3 giờ sáng mới có nha mọi người. 3 giờ 3 rưỡi sáng mới có. Cảm động là ổng cúp điện luôn cho cái hưởng ứng ngày trái đất á mọi người. Ăn cái viên chiên rồi uống nước đồ hay là cái gì cũng là trong bóng tối hết á, đèn cầy đồ rất là hấp dẫn, nhìn không khí rất là vui tươi luôn ha. Đầu giờ khách rất là đông luôn. VV thì hôm qua bị rớt điện thoại thì mọi người mà coi cái clip này cũng thấy rồi đó, VV đang liên hệ với tiệm điện thoại ha, coi thử điện thoại nó hư làm sao, có nên sửa không, rồi có nên mua mới không nha. 13 iPhone 13 Pro Max nha mọi người. Rồi tội nghiệp VV quá à. Rồi cũng là chuyện buồn ha mọi người. Hôm qua thấy VV buồn lắm, hôm nay mới thấy tươi tỉnh lại tí xíu mọi người ơi. Giờ hư đó hư rồi, bây giờ sao, giờ buồn gì nữa, nó cũng như vậy thôi. Rồi, nhưng mà hôm qua lúc mà em vừa rớt cái điện thoại cái xong mà anh thấy em buồn lặn xuống liền á. Đúng lắm, có quay lại không anh ơi? Đó. Có đưa lên mạng không? Đó luôn. Thì buồn cũng đó rồi thôi chứ biết sao rồi, cái điện thoại mà mất đi rồi ai không buồn rồi, nó rớt xuống cái buồn không có, tại vì chậm mấy cái clip của em á, clip clip sexy của em phải được tung ra mạng hiểu không? Đây nè, qua đó ớt nhiều quá. Đó, hy vọng là mọi người lát hồi tí xíu ra Lan với Phường chơi nha mọi người. Hôm nay điện đốm đầy đủ nha. Ngu Lan mà có gặp Trúc Nữ thì cũng không có cúp điện với hôm qua nha mọi người. Sự cố hôm qua nổ bình điện 3 rưỡi sáng mới có luôn nha. Ngủ là trong bóng đêm luôn, khỏi máy lạnh, máy quạt gì hết, là ngủ rất là nóng luôn ha. Nực bực bội thì hôm nay mát mẻ, chăn sao gió mát. Anh trai đẹp và cũng đang đứng ở trước nè mọi người. Chào cái em. Đó, hôm qua mới đi giao cái gì về. Kêu bệnh chăn cái gì, bị kêu quan siêu quậy. Quan siêu quậy. Đó, khách vô nữa nè mọi người, đó khách vô nữa rồi mọi người, nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho Hưng Trần nha mọi người. Đó, em trai cũng dễ thương nè, đó xúc ghế rồi. Rồi đó, hôm qua cúp điện mọi người thấy chạy bàn rồi rất là cực luôn ha. Thu Phương ra bưng cá viên chiên đồ cực lắm mọi người, mà hôm qua cũng vui thiệt, vỡ trận ha hôm qua đó. Hôm qua đông nhạc luôn, cúp điện mà đông nhạc luôn, không có điện luôn nha mọi người. Không có điện luôn. Rồi bắt đầu đèn lên rồi nha mọi người. Rồi nhà Hưng như VV rồi ra hết rồi, bán rồi, nãy giờ khách lay rai mua về cũng có ha, ăn tại chỗ cũng có nha mọi người. Vậy, bà Chất kỳ lộn không Khoa? Khoa với bà Chất hả? Khoa nghe nói qua đây ngồi nói gì, nói vụ gì đó mà. À anh Khoa anh nói là vì Chất phải xin lỗi Thu Phương. Đó, ổng dặn vậy đó. Xin lỗi gì? Ai biết đâu, ổng nói xin lỗi đó. Không trách được phải không?
Rồi mình kết thúc clip đây nha.